tập đoàn đèn sửa nhà tắm hang, hàng chục triệu người Việt tin dùng. Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đồng bộ sóng của đèn 4 bóng âm trần có điều khiển mã là HE9. Điều đầu tiên mà chúng ta cần phải kiểm tra đấy là điều khiển của đèn còn pin hay không, còn sử dụng được hay không, bằng cách là khi bấm các nút chức năng ở trên đèn thì đèn báo sẽ nháy đỏ. Thứ hai, đấy là khi bật nguồn điện vào đèn thì bộ nhận có hoạt động tốt hay không. Nếu như bộ nhận hoạt động tốt sẽ báo một tiếng bíp. Bây giờ để đồng bộ được đèn thì điều đầu tiên là chúng ta phải ngắt nguồn điện của đèn đi. Sau 20 giây chúng ta bật lại, bộ nhận đã báo một tiếng bíp, thì chúng ta sẽ ấn nút like ở trên điều khiển. Bộ nhận sẽ báo một tiếng bíp dài, như vậy là đã nhận sóng và chúng ta đã reset thành công. Bây giờ là chúng ta có thể sử dụng được bình thường. Đây là đèn chiếu sáng này. Hit 1. Hit 2. Fan là quạt. Quạt đã chạy bình thường. Như vậy là chúng ta đã đồng bộ thành công dòng đèn sưởi 4 bóng âm trần mã là HE9. Tập đoàn đèn sưởi nhà tắm hang, hàng chục triệu người Việt tin dùng.